Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam là một tổ chức đầu tư kinh doanh hoạt động theo luật Hợp tác xã năm 2012 với sứ mệnh thay đổi bộ mặt hàng nghìn chợ truyền thống, văn minh, an toàn và hiện đại hơn. Được thành lập vào ngày 16 tháng 1 năm 2019 với số vốn điều lệ 100 tỷ đồng và được góp vốn bởi 5 đơn vị Hợp tác xã thành viên. Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam không ngừng kiện toàn bộ máy nhân sự, hầu hết các cán bộ nhân viên có trình độ đại học và trên đại học, kinh nghiệm làm việc từ 3 năm trở lên. Các cán bộ kỹ thuật được đào tạo chính quy, có trình độ năng lực chuyên môn phù hợp với ngành nghề tư vấn đầu tư, khảo sát, thiết kế, giám sát, đấu thầu, quản lý dự án và tổ chức điều hành thi công. Trong cơ cấu hoạt động, ngoài 5 hợp tác xã thành viên sáng lập ban đầu, Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam còn có trên 200 thành viên cá nhân tham gia góp vốn, hơn 61 thành viên liên kết là hợp tác xã, hơn 40 thành viên liên kết là công ty. Từ những ngày đầu thành lập, Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam cùng các hợp tác xã thành viên đã hiện diện khắp 58 tỉnh thành, hiện đang xúc tiến triển khai 180 dự án, tổng mức đầu tư và đăng ký đầu tư lên tới 30.000 tỷ đồng. Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam có nhiều kinh nghiệm từ kết quả đầu tư thành công vào các dự án chợ truyền thống ở nhiều tỉnh thành. Trong những lần tiếp đón đoàn công tác từ các địa phương đến làm việc, lãnh đạo Liên hiệp luôn trao đổi rất nhiều những kiến thức thực tiễn trong quá trình đầu tư chợ theo hình thức xã hội hóa. Trong chuyến công tác khảo sát tại Lào, Tiến sĩ Công Keo Say Trong Khăm, Ủy viên Trung ương, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bô Lê Khăm Say đánh giá cao quyết tâm và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam đầu tư phát triển chợ tại tỉnh. Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam đang nghiên cứu triển khai hệ thống thương mại điện tử, chợ online, kết nối mạng lưới hàng triệu gian hàng thực của hàng nghìn chợ truyền thống trên cả nước, gia tăng tiện ích cho các tiểu thương và khách mua hàng. 3, 2, 1, lễ khởi công xây dựng dự án chợ Thanh Mê. Ngày 15 tháng 11 năm 2020, Công ty Cổ phần Liên doanh BC Smart, đơn vị liên kết của Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam, khởi công xây dựng dự án chợ Thanh Mai trong khu quy hoạch phía Tây Nam phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa. Tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng, quy mô hơn 10.000 m2, dự kiến hoàn thành vào quý 4 năm 2021. Tôi tin tưởng rằng với năng lực của công ty và sự nhiệt tình của các đối tác trong việc xây dựng công trình dự án chợ Thanh Mai, phường Quảng Thành với tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng sẽ sớm đi vào hoạt động và theo đúng cái tiến độ đã được Chủ tịch Ủy ban tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, góp phần tạo nên sự giao lưu, trao đổi hàng hóa và cung cấp dịch vụ cho người dân trên địa bàn với một công trình hiện đại, khang trang cũng như góp phần để hoàn thiện cái kết cấu hạ tầng về cảnh quan kiến trúc đô thị của phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa trong một sự nghiệp phát triển kinh tế của địa phương và người dân. Ngày 5 tháng 12 năm 2020, Công ty Cổ phần Liên doanh BC Smart Nga Sơn, đơn vị liên kết của Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam, khởi công xây dựng dự án chợ Hói Đào tại xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 30 tỷ đồng, quy mô 5.100 m2, dự kiến hoàn thành vào quý 4 năm 2021. Tôi thực sự đánh giá cao các dự án của bên Liên hiệp Việt Nam. Khi tôi tham gia vào đầu tư vào với các dự án ở đây thì ngoài cái mục đích của mỗi một người tham gia đầu tư thì tôi còn yêu thích ở cái một cái điểm nữa, đó là cái giá trị nhân văn của các cái dự án đầu tư lên Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam. Đó đã đem lại cho các vùng nông thôn mới một cái diện mạo mới, một cơ hội để cho các tiểu thương nâng cao được cái cuộc sống của mình. Trân trọng cảm ơn tới quý vị đại biểu, quý vị khách quý, quý bao đài. Được, trân trọng cảm ơn. 2, 1, lễ khởi công dự án khu thương mại dịch vụ Autobahn chính thức được bắt đầu. Dịch vụ Autobahn đã thành công tốt đẹp. Thưa quý vị, sự kiện